Đồng hành cùng học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. với phần thân bài của dạng tư tưởng đạo lý. Và cột bên này sẽ là dạng đề về hiện tượng đời sống. Đó, thì trước tiên ta có luận điểm 1. Ở bên tư tưởng đạo lý, đó là giải thích, hoặc nếu như đấy là câu chuyện thì sẽ là tóm tắt câu chuyện. Thế bên hiện tượng đời sống có luận điểm này không nhỏ các em nhỉ? Các bạn chỉ cần trả lời theo em là có hoặc không thôi nhá. Theo các bạn thì bên hiện tượng đời sống ấy có cái luận điểm mang tính giải thích vấn đề không? Kiểu như ta sẽ phải giải thích cái hiện tượng này là hiện tượng gì ấy. Ta sẽ phải nêu rõ cái hiện tượng đấy ra để cho người ta có thể để cho người đọc có thể nhận biết được về hiện tượng đấy ấy. Thì theo các em là có cái luận điểm đó nằm trong phần đầu của dạng đề hiện tượng đời sống không nhỉ? À rồi, Thế Hải cho rằng là có này. Minh Hảo cũng cho rằng là có này. Đúng rồi, đúng không ạ? Nhá, tương ứng với luận điểm giải thích này. Minh Thư cũng nghĩ là có. Đúng rồi, chả có thì không ạ? À? Không có thì chúng ta làm sao đi vào bàn luận được? Các bạn nhớ nhá, dù là dạng đề gì ấy, thì trước khi bàn luận, ta phải cung cấp cho người đọc cái bài viết của chúng ta một cái nhận thức đủ ở mặt cơ bản nhá, đủ ở mặt cơ bản để người ta biết được đấy là vấn đề gì, đúng không ạ? Dù nó là tư tưởng đạo lý hay là hiện tượng đời sống ấy, thì các bạn cũng cần phải nêu ra một cách cơ bản để người đọc có những cái nhận biết về vấn đề đấy. Thì đối với tư tưởng đạo lý, đó sẽ là nhiệm vụ của phần giải thích, đúng chưa? Thì hiện tượng đời sống nó cũng sẽ là nhiệm vụ của luận điểm đầu tiên. Nhưng ở đây chúng ta sẽ là cái luận điểm, hoặc là gọi là luận điểm nêu vấn đề, hoặc chúng ta cũng có thể gọi với một cái tên rất quen thuộc, chính là trình bày về biểu hiện của vấn đề đấy. Đúng không ạ? Cách đơn giản nhất để giúp cho người ta thấy được và nhận biết được về hiện tượng này chính là việc chúng ta nêu ra biểu hiện của cái hiện tượng đó. Ví dụ như là về hiện tượng anh hùng bàn phím chẳng hạn. Thời đại nói chung là với sự phát triển của khoa học công nghệ thì cái hiện tượng này nó vẫn nóng hổi, chỉ là nó có những biến tướng khác nhau thôi. Có thể là vài năm trước hoặc là chục năm trước thì anh hùng bàn phím là một cái cụm từ để chỉ những người mà gọi là mạnh miệng, chỉ gọi là nói ở trên mạng thôi, thông qua bàn phím máy tính thôi, chứ ở ngoài đời thật thì không sống đúng với những gì mình đã nói. Thế nhưng mà cho đến thời điểm hiện nay thì cái hiện tượng anh hùng bàn phím này nó đã biến tướng trở thành rất nhiều những hiện tượng tiêu cực, ví dụ như là cái hiện tượng đổ lỗi cho nạn nhân, rồi là cái hiện tượng Azure, cái hiện tượng mà nhiều người cùng, bởi vì thấy có nhiều người đi theo cái xu hướng đấy nên là bản thân mình cũng góp vui một vài cái bình luận, bởi vì đơn giản là chỉ cần gõ bàn phím thôi mà đấy. Thế nên rằng là điều mà chị muốn nói ở đây ấy, đó là luận điểm đầu tiên của phần hiện tượng đời sống. Tại sao lại là biểu hiện? Có thể từ trước đến nay chúng mình đều được học là đầu tiên là mình phải nêu biểu hiện. Nhưng các em đã hiểu được tại sao nó lại là biểu hiện chưa? Tại sao biểu hiện lại là luận điểm đầu tiên của dạng đề hiện tượng đời sống? Thì bởi vì nó cũng làm cái chức năng giống như luận điểm giải thích của tư tưởng đạo lý ấy, cung cấp cho người đọc những cái hiểu biết cơ bản để nhận biết được về cái hiện tượng đấy. Thì khi mà người đọc biết được là ta đang nói về hiện tượng gì rồi thì ta mới đi vào bàn luận được chứ. Chứ chúng ta sẽ chẳng thể nào đi vào bàn luận được khi mà người đọc còn chưa cả biết đấy là vấn đề gì. Ví dụ như chúng ta đang muốn nói về 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 cái tinh thần hiếu học của bạn A ở trong lớp, thì trước tiên là chúng ta phải nói đấy là bạn A, bạn Nguyễn Thị A hoặc bạn Nguyễn Văn A chẳng hạn. Rồi sau đó ta mới nêu là bạn ấy có tinh thần hiếu học như thế nào. Chứ nếu đùng một cái ta nói rằng là tinh thần hiếu học đã giúp bạn ấy đi từ điểm trung bình rồi đến điểm giỏi vân vân chẳng hạn thì chẳng biết chẳng ai biết đấy là đâu, đúng không? Đấy, bởi vì mục tiêu của chúng ta là nêu ra để mọi người cùng noi gương bạn A thì phải cung cấp cho người ta nghe được là bạn A đấy là bạn đấy là bạn A, đúng không? Bạn ấy học lớp nào, bạn ấy ví dụ như là nhà ở đâu chẳng hạn.
nghĩa là phải cung cấp những cái thông tin cơ bản để người đọc nhận biết được về vấn đề đấy, thì ở đây cũng như thế nhá. Rồi, đó là về luận điểm đầu tiên của dạng đề hiện tượng đời sống. Cái phần nêu biểu hiện ấy thì các bạn đã biết được cái nhiệm vụ của nó rồi, đó là giúp người đọc có cái hình dung tổng quan, khái quát về hiện tượng. Nhưng nếu như đó là dạng đề về hình ảnh này, hoặc là dạng đề về câu chuyện này, nghĩa là vấn đề nó được nêu ra một cách gián tiếp ấy, thì trước khi nêu biểu hiện của hiện tượng thì ta phải tóm tắt, ta phải mô tả hình ảnh, ta phải tóm tắt câu chuyện, ta phải giải thích câu nói, để rồi ta có thể rút ra được cái hiện tượng được đề cập ở đây là gì. Sau đó thì chúng ta mới đi vào nêu biểu hiện các bạn nhé. Đấy, thì cái phần mô tả giải thích này các bạn có thể viết thành một đoạn riêng, rồi phần nêu biểu hiện các bạn viết thành một đoạn riêng cũng được, hoặc các em gộp chung vào cũng được nha. Mục đích của phần này đó là giúp cho người đọc có một cái hình dung tổng quan, khái quát về hiện tượng đang được bàn luận ở đây. Đồng ý chưa? Nhá, là giúp người đọc có được cái nhìn tổng quan. Nhận biết được về hiện tượng đang được đưa ra trong bài viết. Các bạn chưa cần phải bày tỏ thái độ của bản thân mình ở đây, chưa cần phải bày tỏ thái độ đánh giá đúng hay sai ở đây nhá, mà các bạn chỉ cần là cung cấp những cái thông tin khách quan, giống gần giống như phần thuyết minh ấy các em ạ. Gần giống như là cái giọng văn thuyết minh để giúp cho bạn đọc có thể là hình dung được về cái vấn đề đấy thôi, hình dung được về cái hiện tượng đấy thôi. Còn việc chúng mình đưa ra quan điểm đúng hay sai, tích cực tiêu cực, ủng hộ hay không ủng hộ thì nó là nhiệm vụ của những luận điểm khác. Các bạn nhé. Đồng ý chưa? Đấy. Nhớ nha. Và nếu như đề bài ở đây có nêu về những biểu hiện của hiện tượng này rồi thì người viết có cần phải nhắc lại không? Thì chị nghĩ là có nhá. Các bạn vẫn sẽ cần nhắc lại những cái biểu hiện để trước khi đi vào bàn luận chúng ta vẫn có cái sự chặt chẽ trong đề bài của chúng ta. Chị nghĩ là một bài viết nghị luận xã hội hay kể cả là với nghị luận văn học đi, được coi là thành công khi mà bài viết đó trình bày trọn vẹn quan điểm của người viết về một vấn đề. Nghĩa là người ta có thể thấy được đề bài ở trong chính cái đề bài viết đó rồi. Nên nếu như chúng ta quá phụ thuộc vào đề bài ấy, thì khi đó, khi mà bài viết của chúng ta tách riêng ra ở trong một cái trường hợp độc lập chẳng hạn, thì người ta lại chẳng biết là chúng ta đang viết về cái gì. Đúng chưa? Trong những cái số phát sóng audio của lớp mình ấy thì cũng có một số những bài nghị luận xã hội đấy. Và các bạn thấy là những bài nghị luận xã hội đó thì cũng là viết cho một đề bài thôi, nhưng mà nó còn được đặt tên này, nó có chủ đề này, và đọc riêng nó thôi thì chúng ta vẫn hình dung được là nó nói về vấn đề gì mà không cần phải đọc đề bài. Đúng chưa? Thì ở đây cũng như thế, nghĩa là dù cho đề bài có thể đã nêu ra biểu hiện của vấn đề rồi thì các bạn vẫn sẽ cần phải nêu lại ở trong cái luận điểm này nhá. Tất nhiên là việc nêu lại đấy chúng mình không nên là bê nguyên si trong phần đề bài, mà chúng mình nên diễn đạt bằng chính giọng văn của chúng ta nhá. Đó, đấy là luận điểm 1. Và chúng ta cũng đã thấy được cái sự tương ứng, cái sự tương đồng trong hai dạng đề rồi đúng chưa? Đấy. Tương đồng ở đây là tương đồng về mục đích. Mục đích của phần giải thích của tư tưởng đạo lý thì cũng giống với cả mục đích của luận điểm 1 trong hiện tượng đời sống thôi. Đó. Bây giờ tiếp tục nhá, đến với luận điểm 2. Thì ở dạng đề tư tưởng đạo lý, luận điểm 2 chính là phần bàn luận chính. Bàn luận về biểu hiện, về ý nghĩa, về cơ sở tồn tại của vấn đề, kèm theo đó là đưa ra dẫn chứng. Thì luận điểm 2 của dạng đề hiện tượng đời sống nào. Đây cũng sẽ là luận điểm ta đi vào bàn luận nhá, và cũng là phần bàn luận chính luôn. Nhưng phần bàn luận chính này sẽ có những nội dung gì? Nào các bạn ơi, bây giờ hãy áp dụng và hãy vận dụng cái kinh nghiệm viết từ trước đến nay của các bạn
cũng như là chị tin là đây không phải lần đầu tiên mà các bạn học về dạng đề này đúng không? Thế thì khi mà các em được bàn luận ở trong thân bài của hiện tượng đời sống thì các bạn sẽ bàn luận về điều gì nhỉ? Thậm chí là các bạn học sinh còn xây dựng một cái thần chú để nhớ được những cái nội dung bàn luận này luôn cơ. Biểu hiện rồi thì đến cái gì nữa nhỉ? Các bạn đưa ra ý kiến của mình nào. Dạng đề hiện tượng đời sống ấy, bình thường các bạn vẫn làm như thế nào? Chúng ta nêu biểu hiện xong thì chúng ta sẽ nêu về cái gì nhỉ? Phân tích về cái gì đây? Nào, ta sẽ bàn luận tiếp tục về vấn đề gì đây nhỉ? Ôi các bạn ơi, đừng sợ nhá. Bởi vì chính chị còn tin là các em biết được cái kiến thức này rồi. Nữa là các bạn, thế nên là các bạn chỉ cần nhớ lại một chút xíu thôi. Và nhớ lại về một cái dạng đề hiện tượng đời sống cơ bản thôi, không cần cái gì nâng cao cả. Thì trong thân bài chúng ta phải bàn luận được về cái gì nhỉ? Các bạn không đưa ra ý kiến thì chị sẽ trao đổi trực tiếp với một số bạn nhé. Vậy dẫu sao thì hôm nay cũng có sự có mặt của không nhiều các bạn đâu đúng không? À, thực trạng thì chính là biểu hiện rồi nhá Hảo nhá. Đây chị sẽ bổ sung vào đây để các bạn tránh hiểu lầm này. Biểu hiện hay cũng chính là thực trạng của vấn đề đấy. Nhớ chưa ạ? Rồi, thế nên là phần thực trạng này chúng ta đã nêu rồi. Thế sau khi viết thực trạng xong thì Hảo sẽ làm gì nhỉ? À, nhận định xem đây là hiện tượng tích cực hay là tiêu cực à? Sau biểu hiện thì em nghĩ là dẫn chứng cụ thể trong đời sống. À, rồi, đối với phần dẫn chứng ấy thì chị đồng ý là vị trí của dẫn chứng rất là linh hoạt. Ta có thể đưa ra dẫn chứng ngay từ phần biểu hiện này này, hoặc là đưa ra dẫn chứng trong phần bàn luận này này. Đấy, thế nhưng mà dẫn chứng đấy chúng ta sẽ nói ở phần sau. Chị đang muốn nói về lý lẽ nhá, về những cái lý lẽ mà chúng ta đưa ra. Đồng ý không? Về những lý lẽ mà chúng ta đưa ra. Đó. Bạn Thế Hải đổi tên à? Chị thấy ở đây hình như là mình đổi tên đúng không? Không còn là Thế Hải nữa đúng không? Đang là tên gì đây này? Có phải là Thế Hải không đấy? Hay là bạn nào ở đâu đó đang đột nhập vào đây đây? Rồi, ok. Đồng ý. À rồi, đồng ý Thế Hải nhá. Nào các bạn ơi, quay trở lại với vấn đề nào. Chị cũng đang, tức là chị cũng đang không được khỏe lắm, nhưng mà chị đang rất là sôi sục và rất là hy vọng là các bạn có thể trả lời được cái câu hỏi rất đơn giản này thôi. Bây giờ không nghĩ đến dẫn chứng nhá, chỉ tập trung vào lý lẽ thôi. Thế thì thực trạng đã nêu rồi, thế sau thực trạng thì ta phải nói về cái gì nhỉ? Sau thực trạng thì phải nói về cái gì đấy? Một hiện tượng thì nó không chỉ có những khía cạnh về thực trạng mà nó còn có những khía cạnh gì nữa nhỉ các bạn nhỉ? Đúng rồi, chính xác. Chính xác, chính xác. Minh Thư đã nêu ra được một khía cạnh nữa rồi. Đúng, nguyên nhân, đúng không ạ? Nhá, để biết được là tức nghĩa là cái mục đích của phần bàn luận này này là để ta có thể đánh giá được đây là một hiện tượng tích cực hay tiêu cực. Nhưng để đánh giá được nó tích cực hay tiêu cực thì ta cần phải xem xét về nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đấy này. Rồi bên cạnh nguyên nhân thì còn có gì nữa nhở các bạn nhở? Nguyên nhân xong rồi đến cái gì? Nguyên nhân xong rồi đến cái gì Ôi trời ơi, đợi đợi các bạn lâu quá luôn đấy. Các mặt lợi hại, các mặt lợi hại thì nó sẽ là phân tích về hậu quả, về tác động đúng không ạ? Nó có những cái tác động tích cực, đó là mặt lợi này, có những cái tác động tiêu cực, đó là mặt hại này, đúng không? Thì chúng ta vẫn gọi đấy là cái phần hậu quả đấy. Thế thì có cái thần chú cho dạng đề này không biết là các bạn đã từng nghe đến chưa? Ừ đúng rồi, chính xác. Ôi trời ơi, đúng rồi đấy. Bây giờ các bạn mới mới đi đúng theo cái hướng chị muốn định hướng đây này. Chúng ta vẫn có cái thần chú đó là gì nhỉ? Biểu hiện, nguyên nhân, hậu quả, giải pháp.
Đúng không ạ? Thậm chí là còn có những bạn chúng ta còn rút ngắn lại thành các từ, à thành các chữ rồi ấy, để mà nhớ được về cấu trúc của dạng đề hiện tượng đời sống. Đó. Thì ở đây trong phần bàn luận chính này, trước tiên chị muốn nêu ra cái mục đích của nó nhé. Mục đích đó là chúng ta bàn luận để làm gì? Bàn luận để đánh giá, để chỉ ra những cái mặt tích cực tiêu cực để rồi rút ra được cái đánh giá của mình là cái hiện tượng này là đúng hay sai, là tốt hay xấu, đúng chưa ạ? Thì mục đích ở đây là phải phân tích các khía cạnh của hiện tượng để bàn luận đánh giá xem đó là hiện tượng tốt hay xấu. Ok chưa? Để đạt được mục đích này ấy, và cái mục đích này thì cũng giống với cả phần bàn luận của tư tưởng đạo lý thôi. Phần tư tưởng đạo lý chúng ta cũng cần phải chỉ ra những yếu tố của vấn đề đó để chỉ ra được đây là một vấn đề tích cực, đúng không? Ta thường hay bàn luận về những phẩm chất, những cái thái độ sống tích cực đối với dạng đề tư tưởng đạo lý, thì phần bàn luận khi mà ta trình bày về biểu hiện của cái phẩm chất đấy này, về ý nghĩa của phẩm chất đấy, về cơ sở tồn tại của phẩm chất đấy, thì thực tế là ta đang đi nêu ra những mặt tích cực để chỉ ra đây là một phẩm chất tốt đẹp. Đúng không ạ? Thì về mặt mục đích, hai luận điểm này cũng giống như nhau. Đấy, các bạn thấy chưa? Về mặt bản chất, hai dạng đề không khác nhau đâu. Rồi, thế thì để đạt được cái mục đích này ở trong dạng đề về hiện tượng đời sống thì ta cần phải phân tích các khía cạnh của hiện tượng. Đúng chưa ạ? Và một hiện tượng thì sẽ có các khía cạnh nào? Vừa rồi bên trên đó chính là thực trạng thì chúng ta đã nêu rồi, đúng chưa ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ đến đó là nguyên nhân. Nguyên nhân của hiện tượng. Và chị cũng xin khẳng định luôn nhé, là rất khó để trình bày được toàn diện tất cả các nguyên nhân dẫn đến một hiện tượng xã hội. Bởi các bạn phải hiểu này, một hiện tượng xã hội nó không phải là một hiện tượng diễn ra của một cá nhân nữa rồi, mà nó là của nhiều người dưới tác động của đời sống, kinh tế, thị trường, dưới cái sự vận động của toàn thế giới, rồi của sự tác động của tự nhiên, thiên nhiên nữa. Thế nên là nó có rất nhiều những nguyên nhân từ vi mô đến vĩ mô, khiến cho chúng ta sẽ đừng ôm cái tham vọng là phải trình bày cho nó cặn kẽ đầy đủ tất cả các nguyên nhân của hiện tượng nhé. Mà ở đây, thay vào việc ôm cái tham vọng như thế, thì các bạn hãy cố gắng làm sao cái phần chỉ ra nguyên nhân này này, chúng ta có thể lý giải được một vài cái nguyên nhân thiết thực nhất, một vài cái nguyên nhân mà nó tác động trực tiếp khiến cho cái hiện tượng này xuất hiện ấy. Thì những cái nguyên nhân mà dễ dàng phân tích đó chính là những nguyên nhân chủ quan và khách quan. Đồng ý chưa ạ? Chủ quan chính là những cái lý do đến từ chính người thực hiện cái hiện tượng đấy. Còn khách quan chính là chỉ những cái sự tác động từ các yếu tố bên ngoài, ví dụ như là xã hội này, hay là nhà trường này, các cơ quan đoàn thể này. Đồng ý chưa? Hay là cái sự vận hành của xã hội, cái sự phát triển của xã hội thì đó cũng chính là nguyên nhân khách quan. Đấy, thì các bạn sẽ phân tích những cái nguyên nhân này để cho thấy là bất cứ hiện tượng nào trong cuộc sống ấy, thì nó đều không phải là tự nhiên nó từ trên trời rơi xuống, tự nhiên nó sinh ra như thế, mà nó đều là kết quả của cả một quá trình đi từ những nguyên nhân chủ quan và khách quan. Khi mà các em phân tích được cái nguyên nhân này ấy, thì bài viết của chúng ta trước tiên là nó có cái sự chặt chẽ, khi mà chúng mình chưa vội đưa ra đánh giá mà chúng mình sẽ đều đi từ những cái cơ sở lý lẽ và dẫn chứng để rồi khiến cho cái lời đánh giá của chúng ta nó có trọng lượng, nó đáng tin cậy, đúng không? Nó giống như việc là sẽ rất là khó hiểu và không thể nào đáng tin được khi ngay lập tức chúng ta nhận định là bạn này tốt hay là bạn kia xấu, và chúng mình cần phải chỉ ra là bạn đấy có những hành động như thế nào này, đúng không? Bạn ấy có những suy nghĩ ra sao này, thì chúng mình mới có thể khẳng định được rằng là đó là một biểu hiện của người tốt hoặc đấy là biểu hiện của người không tốt. Đấy, thì ở đây phần nguyên nhân cũng như thế nhá. Rồi, nguyên nhân xong thì chúng mình sẽ có tác động.
chị gọi là tác động thay cho hậu quả, bởi vì hậu quả thì chỉ gắn với cả những vấn đề tiêu cực thôi, còn những vấn đề tích cực thì cũng có thể được đưa ra bàn luận chứ. Nên tác động ở đây là để chỉ cái sự tác động của hiện tượng này đối với những người trực tiếp và gián tiếp thực hiện nó nhá. Tác động này thì trước tiên là chúng ta có thể phân tích theo xu hướng, theo cái chiều hướng là đối với những người trong cuộc, đồng ý chưa, và đối với những người ngoài cuộc, hay chính là xã hội cộng đồng đấy. Đấy rồi, và cái thứ hai, cái chiều hướng thứ hai chúng ta cũng có thể đi theo, đó là chúng ta có thể đưa ra những cái tác động tích cực và những tác động tiêu cực, đồng ý chưa ạ. Có những cái vấn đề, có những cái hiện tượng nó nửa nọ nửa kia, nó vừa tích cực nó vừa tiêu cực, thì phần tác động này cũng sẽ vừa có những tác động tích cực vừa có những cái tác động tiêu cực. Và đa số các hiện tượng ở trong đời sống ấy thì nó đều giống như con dao hai lưỡi, nếu như biết sử dụng và biết phát huy đúng tinh thần thì nó sẽ là một con dao rất sắc bén. Nhưng nếu như mà người ta biến tướng nó đi, khi mà nhận thức hoặc là suy nghĩ lệch lạc, thì khi đó cái con dao ấy nó sẽ phản chủ, nó sẽ khiến cho người dùng bị thương, đúng không ạ? Thì những vấn đề về hiện tượng đời sống cũng như thế, đều là con dao hai lưỡi hết. Nó sẽ luôn có những cái tác động ở mặt này, mặt kia đối với cuộc sống của chúng ta. Nên là chúng mình sẽ trình bày những cái tác động này. Và cái lưu ý đối với phần tác động này nhá, nếu như phần nguyên nhân ấy là các bạn sẽ chỉ ra những cái nguyên nhân chủ quan, khách quan để vừa giúp cho bạn đọc có thể nhìn nhận một cách chi tiết và vừa có thể nhìn nhận một cách khái quát về vấn đề, thì cái phần tác động này chị khuyên là chúng mình nên trình bày những cái tác động nó thật là thực tế và đừng nêu chung chung ở đây nhá, đừng nêu chung chung mà hãy đưa ra những cái tác động thực tế, kiểu như để cho người ta nhìn thấy được ngay những cái tác động này trong chính cuộc sống của người ta, đồng ý chưa nhá. Không, cái sự thực tế này nó không chỉ đến từ việc chúng mình đưa ra biểu hiện thực trạng của vấn đề đâu, mà ngay từ cái tác động này này thì có những cái tác động, có những cái hậu quả nó đã hiện hiện rồi, nhưng có những cái hậu quả mà chúng ta đang lường trước thôi. Thì với những cái hậu quả mà nó đang hiện hiện rồi, chúng ta hãy nêu ra thật là thực tế nhá. Còn đối với những cái hậu quả mà chúng ta đang lường trước thôi, thì khi đó chúng mình hãy nêu ra và hãy đưa ra cái sự tin cậy trong cái lời văn của mình bằng cách là gì? Bằng cách là dùng những câu khẳng định. Đồng ý chưa ạ? Nhá, dùng những câu khẳng định. Đấy, ví dụ như là cuộc sống sẽ không thể tránh khỏi tình trạng ABC nếu như hiện tượng này vẫn còn tiếp diễn. Đúng không ạ? Thì đấy cũng là một cái cách đưa ra tác động tiêu cực đấy. Đấy. Rồi là dần dần người với người sẽ đối xử theo cách ABC nào đó. Một khi hiện tượng này tràn lan và không có hồi kết, ví dụ như thế, nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng những cái câu văn có cái độ chắc chắn, canh thép ở đây. Đấy, nhá, để có thể thuyết phục được người đọc theo cái quan điểm của chúng ta. Đấy là phần tác động này. Rồi, thế thì đã có nguyên nhân, đã có tác động rồi, thì khi đó, ở cuối cái ý tác động này, các bạn có thể đưa ra đánh giá, hoặc em có thể tách ra thành một phần riêng, đó là đánh giá về hiện tượng. Đồng ý chưa ạ? Nhá, đánh giá về cái hiện tượng này, đó là một hiện tượng tích cực hay tiêu cực. Hay là một cái hiện tượng mang tính đa chiều. Đồng ý chưa nào? Đấy, nhá. Bởi vì mục đích của cái luận điểm này là như thế mà, là đánh giá xem hiện tượng này tốt hay xấu mà, thì chỉ cần có đây, có thực trạng ở bên trên ta đã trình bày nhá, có nguyên nhân này, có tác động rồi, là đủ để ta có thể đánh giá được hiện tượng này là tốt hay xấu các bạn nhá. Đấy, ta chưa vội đưa ra giải pháp ở đây nhá,
Bởi vì nếu như ngay lập tức đưa ra giải pháp mà chưa có những cái lời chốt, chưa có những câu văn chốt về vấn đề, thì cái giải pháp chúng ta đưa ra nó không mang tính căn cơ, nó không mang tính thuyết phục các bạn ạ. Bởi vì em phải khẳng định được là vấn đề này, hiện tượng này là tốt, thì em sẽ đưa ra những giải pháp để phát huy nó. Còn nếu em nhận định đây là một hiện tượng xấu thì em sẽ đưa ra những cái giải pháp để khắc phục nó trước. Đúng chưa? Đấy, chứ không thể nào có những cái xu hướng giải pháp áp dụng chung cho tất cả các hiện tượng được. Hiện tượng xấu thì cần phải bài trừ, nên sẽ nghĩ đến những cái giải pháp loại trừ nó đi. Nhưng hiện tượng tốt thì cần phải nhân rộng chứ, đúng chưa ạ? Đấy, nên là trong luận điểm này chúng mình sẽ chưa vội đưa ra giải pháp các bạn nhé, mà chúng mình tập trung ở nguyên nhân, ở cái phần tác động của hiện tượng đấy đối với đời sống của con người, xã hội. Rồi, và ở đây chị muốn nói thêm này, đó là phần đưa dẫn chứng. Vị trí nó vẫn rất là linh hoạt nhá. Chị thấy là cái phần hay nhất để đưa dẫn chứng trong cái dạng đề này ấy, đó chính là phần biểu hiện này này. Đấy, nên chị sẽ đi vào đây. Là cứ với cái thực trạng nào thì chúng ta đưa ra cái dẫn chứng đấy là thuyết phục nhất, là không ai có thể chối cãi được rồi. Tuy nhiên, khi ta nêu về nguyên nhân, ta cũng có thể phân tích dẫn chứng. Ta nêu về tác động, ta cũng có thể phân tích dẫn chứng nha. Và số lượng dẫn chứng thì cũng giống như ở trong dạng đề về tư tưởng đạo lý, chúng mình nên dao động từ 2 đến 4 dẫn chứng cho một bài nghị luận xã hội. Và 2 đến 4 dẫn chứng này thì các bạn cứ phân bổ đều ở trong các ý. Hoặc chúng mình có thể tập hợp hết vào thành một đoạn văn, gọi là đoạn văn phân tích dẫn chứng cũng được nha. Đồng ý chưa? Đó, và những lưu ý về dẫn chứng thì cũng giống như ở trong dạng đề về tư tưởng đạo lý, giống hoàn toàn luôn. Luôn ưu tiên dẫn chứng về người thật, việc thật. Cái thứ hai là phải đảm bảo cả hai phần là nêu và phân tích về dẫn chứng. Đấy, đấy là hai cái lưu ý quan trọng nhất về dẫn chứng nhé. Và đó cũng gần như là cái luận điểm quan trọng nhất của cái phần thân bài này rồi. Sau đó, bây giờ đến với luận điểm 3 nào. Luận điểm 3 ở dạng đề tư tưởng đạo lý là bàn luận mở rộng. Thế thì ở trong dạng đề về hiện tượng đời sống này có phần bàn luận mở rộng này không ạ? Nào, trong dạng đề về hiện tượng đời sống thì có phần bàn luận mở rộng không? Chắc chắn là phải có rồi, đúng không các bạn? Nhá, chắc chắn là sẽ có bàn luận mở rộng. Nhưng chúng ta sẽ làm gì ở trong phần này đây? Bởi vì nếu như bảo là phê phán ấy, thì nếu như đấy là hiện tượng tiêu cực thì ta đã phê phán hết ở bên trên rồi, đúng chưa? Nếu như để ca ngợi thì chúng ta cũng đã tôn vinh nó, ca ngợi nó hết ở bên trên rồi. Thế thì trong luận điểm này ta sẽ làm gì đây? Ta sẽ mở rộng với những khía cạnh nào đây? Đúng không ạ? Thì phần này chị thấy khá là hay nhá. Đặc biệt là với những bạn nào có vốn sống phong phú ấy, luôn rèn luyện cái tư duy đa chiều về các hiện tượng ở trong đời sống, thì các bạn sẽ nhận thấy đó là như chị đã nói, là hiện tượng nào nó cũng giống như con dao hai lưỡi. Thì bên trên chúng ta đã chỉ ra những cái mặt dễ thấy của vấn đề rồi. Thì ở cái luận điểm bàn luận này chúng ta có thể khai thác những khía cạnh sâu xa của vấn đề, của hiện tượng. Hoặc có thể chỉ ra những cái hiện tượng trái chiều. Để phê phán hoặc để ca ngợi nhá. Ví dụ hiện tượng mà đề bài đưa ra là một hiện tượng tích cực thì phần này ta sẽ đưa ra những cái hiện tượng trái ngược với nó để mà ta phê phán. Còn nếu như đề bài đưa ra một hiện tượng tiêu cực thì phần này ta sẽ đưa ra những cái hiện tượng tích cực trái chiều với nó để ta ca ngợi. Đấy. Bởi vì là ấy, cái luận điểm này chị nghĩ là nó cần thiết để kéo lại cái độ cân bằng cảm xúc cho người đọc khi đọc bài viết của chúng ta. Bởi tất cả những phần bên trên ấy, chúng ta đang đi theo một chiều, hoặc là ca ngợi này, hoặc là phê phán, nên người đọc sẽ dễ cuốn theo cái cảm xúc mà chúng ta định hình cho họ. Và khi đó ấy, cái tính cảm tính trong bài nghị luận xã hội của chúng ta sẽ khá là nhiều.
đúng không nhá? Đấy, bởi vì chúng ta đang đưa ra quan điểm của bản thân mình mà, đang cố gắng thuyết phục người ta hiểu và người ta đồng ý với quan điểm của mình mà. Thế nên là tất cả luận điểm 1 và luận điểm 2 luôn luôn là những luận điểm nó vừa cứng rắn khách quan nhưng nó cũng mang tính chủ quan rất là nhiều, chủ quan của người viết ấy. Chúng ta đặt đẩy ở đó cái sự chắc chắn này, cái sự đáng tin cậy của chúng ta. Đồng ý chưa ạ? Và cái điều đấy vô hình chung sẽ khiến cho bài viết của chúng mình nếu như chỉ dừng lại ở đó thì nó sẽ bị một chiều, một màu. Đồng ý không? Và nó đi ngược lại với cả tính chất của các vấn đề trong xã hội là luôn luôn có tính đa chiều của nó. Nên dù là dạng đề về tư tưởng đạo lý hay là hiện tượng đời sống ấy thì chúng ta sẽ đều cần phải có luận điểm bàn luận mở rộng này như một cách để kéo lại cảm xúc, kéo lại sự cân bằng cho bài viết của chúng mình để tăng thêm cái tính đa chiều để người đọc vừa có thể đồng tình với quan điểm của chúng ta đã trình bày bên trên nhưng cũng vừa có được những cái nhận thức đầy đủ để phân biệt với các hiện tượng khác. Có thể đó là những hiện tượng gần giống nhau nhưng chúng ta sẽ giúp cho bạn đọc phân biệt được. Đồng ý chưa ạ? Đấy, thì đấy là luận điểm bàn luận mở rộng nhá. Và đã gọi là bàn luận mở rộng thì nó có thể không bắt buộc. Nhưng đấy là không bắt buộc với những bài bình thường. Còn chị nghĩ là với bài học sinh giỏi thì các bạn luôn luôn cần phải có nha. Bởi ta luôn cần phải tranh thủ những cơ hội để tạo được điểm nhấn này, tạo được sự khác biệt, tạo được sự độc đáo trong bài viết của mình. Nên đây là một cơ hội đấy, chúng mình không nên bỏ qua nhá. Rồi, đấy là luận điểm bàn luận mở rộng. Và cuối cùng, luận điểm 4 của dạng đề về tư tưởng đạo lý. Đó là luận điểm liên hệ bản thân và đưa ra bài học. Đấy, thì bên này về hiện tượng đời sống nhá, chúng ta cũng có luận điểm 4. Nhưng sẽ đảo thứ tự một chút, ta sẽ đưa ra bài học trước và sau đó thì liên hệ bản thân. Đồng ý chưa nào? Rồi, ok Minh Thư nhá. Chị nghe tin này thì chị cũng không biết là nên chia buồn hay là chia vui với em nữa. Sao lại mai có bài kiểm tra mà bây giờ mới nhớ ra? Rồi, đồng ý. Thế thì em có thể thoát ra rồi tập trung ôn tập đi nhá. Ngày cuối cùng của năm rồi mà bây giờ mới nhớ ra là có bài kiểm tra ư? Chúc em vẫn sẽ đủ thời gian để ôn tập nhá. Rồi, các bạn còn lại chúng mình tập trung vào đây nào. Tại sao chị lại muốn đảo? Bởi vì ở đây cái phần bài học của dạng đề hiện tượng đời sống thực chất đó chính là cái phần chúng ta đưa ra giải pháp nhá. Phần bài học là bởi vì bài học ở trong dạng đề tư tưởng đạo lý là ta làm gì, ta chỉ ra là người đọc cần phải nghĩ như thế nào và cần phải làm gì, đúng không? Thì những cái mà người ta cần làm đấy chính là giải pháp để giúp khắc phục hoặc là giúp phát huy một hiện tượng nào đấy. Nên gọi là bài học nhưng thực chất chính là việc chúng ta trình bày giải pháp ở đây đấy. Giải pháp để phát huy đối với vấn đề tích cực hoặc giải pháp để khắc phục đối với vấn đề tiêu cực. Và tiếp tục lại có một thần chú ở đây, đấy là nguyên nhân nào khi giải pháp đó. Nhá, nguyên nhân chủ quan thì có giải pháp tương ứng với chủ quan, nguyên nhân khách quan thì có giải pháp tương ứng với khách quan. Đấy, thì đấy chính là phần bài học. Và khi mà đã nêu giải pháp như thế xong rồi thì chúng ta cũng sẽ thuận lợi hơn trong việc liên hệ bản thân. Nhớ chưa ạ? Cũng sẽ thuận lợi hơn trong việc liên hệ bản thân. Thì phần liên hệ bản thân của dạng đề này vẫn giống với cả dạng người kia, không khác gì cả các bạn nhé. Vẫn sẽ coi chính bản thân mình như một dẫn chứng để ta phân tích xem là bản thân chúng ta có ở trong cái hiện tượng này không, chúng ta có hùa theo, có đã từng bao giờ lệch lạc suy nghĩ để hùa theo những cái hiện tượng tiêu cực này chưa, hay là bản thân chúng ta vẫn luôn nhận biết được và tránh xa những cái hiện tượng đấy. Thì phần này các bạn sẽ nêu ra nhá, đồng ý chưa? Hãy cứ chân thực. Chị đã từng đọc những bài nghị luận xã hội về hiện tượng đời sống mà phần liên hệ bản thân này như là một phần xưng tội luôn, như là một phần mà kiểu thú tội luôn ý. Nhưng mà cái cách làm đấy ấy, nó có hai mặt. Nếu viết tốt
viết khéo ấy, thì sẽ giúp cho người đọc rất là đồng cảm này. Bởi vì một khi nó đã là hiện tượng trong đời sống thì nó sẽ có sự cuốn theo của rất nhiều người. Mà đối với đề thi học sinh giỏi hay là đề thi cho các bạn học sinh ấy, thì hiện tượng đấy chắc chắn nó cũng đã diễn ra trong đời sống của các bạn học sinh rồi. Đồng hành cùng học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé.